Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 trên 6 của bài 13 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bản từ mới Từ thứ nhất chúng ta có từ Sẹo Sẹo âm hán Việt là tiểu Thì âm hán Việt này vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình Ví dụ như là cực tiểu nè Rồi à, tiểu thư nè và rất nhiều những cái từ ngữ khác với cái nghĩa từ này với cái nghĩa là nhỏ chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nha nì hai giờ sang sẻ lơ ma nì giờ sang sẻ lơ con của bạn đã đi học chưa tham minh hải khánh sẹo tham minh hải chúng nó còn rất nhỏ hải khánh sẹo ta đời xưa xuê sẹo ta trừ 3 xuê ta sư xuê xẻo trừ đứa lớn ta tờ tức là ta đứa lớn là 4 tuổi đứa nhỏ chỉ 3 tuổi à. tham ta sư ta trừ một ví dụ khác nữa Trơ Gian chân san chẳng chân san chiếc áo sơ mi này thế nào Trơ thay ta là Trơ chèn thai ta ta Trơ chèn thai ta là Chiếc chiếc này to quá Hoặc là lớn quá Quả dao xèo yi tiền ta Quả dao xèo yi tiền ta Có nghĩa là quả dao xèo yi tiền ta chân sánh Tôi cần cái chiếc áo sơ mi nó nhỏ hơn một chút Họ nín tờ nghĩa xa Họ nín tờ nghĩ xa Vâng anh giờ cho một chút Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha 女孩子上学了吗？他们还很小，大的四岁，小的只三岁。男嗨！这件衬衫怎么样？这件太大了，我要小一点的。好，您等一下。好，您等一下。 Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ hai đó là từ duê huê. À, duê huê, âm hán Việt là ước, hội. Ước thì trong hiệp ước nè, khế ước nè, từ ước đó chúng ta vẫn còn thấy dùng. Và từ hội, à, trong hội ngộ hay là hợp hội nó cũng dùng từ hội này thì vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình. À, với hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là hẹn gặp và nghĩa thứ hai là cuộc hẹn. À, chúng ta xem với cái nghĩa thứ nhất nha chín gì yêu yêu gì tối hôm nay anh có hẹn gặp với một người bạn cũ ví dụ như người chồng nói với người vợ chẳng hạn tối hôm nay anh có hẹn gặp một người bạn cũ Ni anh lại đi uống rượu à anh lại đi uống rượu à bu trừ chi sư hoàn phan không à, ờ, chỉ đi ăn tối thôi và một đoạn nữa miễn thiên của mình suy tạo hoàng chiếu ma miễn thiên của mình suy tạo hoàng chiếu xiển ma ngày mai chúng ta đi chơi tennis đi chơi quần vợt được không xiển ma bù xiển miễn thiên của dầu cơ giới huê là bù xiển miễn thiên của dầu cơ giới huê là không được ngày mai tôi có cuộc hẹn rồi dù cưa có nghĩa là dù dĩ cưa có một cuộc hẹn và chúng ta lưu ý khi mà chúng ta dùng cái cấu trúc dùng cái 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 từ này với cái nghĩa là hẹn gặp thì chúng ta phải nhớ là a kênh b hoặc là a hở b chúng ta nhớ như vậy nha ví dụ miễn thiên của ba kênh sư lại Miễn thiên của ba bà, bà kinh dĩ cơ thủ sư dê huê Tháp bu nâng lại. Ngày mai bố tôi có hẹn gặp một đồng nghiệp, à, ông không thể đến được. Như vậy là ba bà, bà là A, kinh dĩ cơ thủ sư, dĩ à, cơ thủ sư là B, dê huê. Chúng ta lưu ý như vậy. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chính hoàn của kinh dĩ cơ lò phận dô, dê huê. Nì dô chư hơ Bù, trừ sư hoàng phàn. Miễn thiện suy hoàng chủ Miễn có Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba là từ tràng. Tràng ông nói việc là trưởng. Ví dụ như thủ trưởng hay là. Hay là. À, lớp trưởng nè. Hay là hiệu trưởng nè. Thì nó sẽ dùng cái từ trưởng này. Và ngoài cái từ từ trưởng ngoài cái nghĩa trưởng ra nó còn có nghĩa khác là lớn lên sinh à, trưởng chỉ trưởng đó mời mọi người chúng ta cùng xem ví dụ xin quên xeo trai ma xin quên xeo trai ma xin hỏi hiệu trưởng có ở đây không xeo à, đây tức là xẻo xé xeo và tràng là trưởng như vậy là hiệu trưởng ha xeo tràng là hiệu trưởng chín thiên Chin Thiên xeo tháp lại Hôm nay hiệu trưởng có việc Ông ấy không đến Một ví dụ khác nữa lao Trang ni hai giờ ta sẽ là Trang ni hai giờ ta sẽ Ông Trương à Con của ông đã tốt nghiệp đại học chưa Ta sẽ biết Tốt nghiệp đại học Tham mình là Tôi trạng ta là là trạng ta là à, chúng nó đều tốt nghiệp rồi chúng nó đều đã lớn rồi tràng ta là trưởng thành ta hiểu như vậy tham men kinh nì tru dây y chỉ ma tham men kinh nì tru dây y chỉ ma chúng nó có sống chung với anh không tru dây y chỉ là sống chung tru là sống y chỉ tru dây y chỉ bù liền cơ tôi chạy sang hải cung rồi bù liền cơ tôi chạy sang hải cung rồi à, không Hai đứa đều làm việc ở Thượng Hải rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Chuyện quên, xeo rằng ở đây không? Hôm nay, xeo ta có chuyện. Nó không đến. Lào trắng, đứa của anh, đại học đã bí nghiệm Họ Lẹn cơ tôi sẽ sang hại cung cho kế tiếp nữa, chúng ta à, xem cái từ thứ tư đó là từ tơ. Từ này nó dùng ở trong các cái bổ ngữ. À, và nếu đọc là tở một mình, nó nếu là động từ tở thì có nghĩa là đắc. Nó ở đây trong phạm vi của bài thì nó là trợ từ kết cấu. À, và chúng ta ghép chung vô, hồi nãy ta có từ tràng. Bây giờ đi với cái từ tơ này ghép chung luôn, tràng tơ là trong. À... À, chỉ cái vẻ bề ngoài á thường chỉ cho con người á tràn tơ ví dụ ni nán phấn vô tràn tơ sầm mấy giang bạn trai của bạn à, trông thế nào à, bạn trai của bạn trông thế nào tràn tơ sầm mấy tha tràn tơ cao cao tơ tha tràn tơ cao cao tơ anh ấy rất cao có khi tràn tơ này chúng ta không cần dịch ra tiếng việt nữa anh ấy trông rất cao Tính từ lặp lại nghĩa tăng lên Và phía sau nó phải luôn luôn có từ tơ Từ được lặp lại đọc thành tên nhất Nên đọc là cao cao ta Tha sĩ hoan, duyên tôn ma Tha sĩ hoan, duyên tôn ma Anh ấy có thích thể thao không? Hẳn xì hoan à, Rất thích Mày thiên, tha tôi chư dụng dũ Mày thiên, tha dụng Mỗi ngày anh ấy đều đi bơi Ờ à, Chúng ta xem lưu ý Có khi thì không cần dịch cái tràng tơ này sang tiếng Việt Ví dụ Tha tràng tơ phang phang tơ, Anh ấy rất mập Mà khỏi cần nói anh ấy trông rất mập gì Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Nì nán phẫn vô tràng tơ sầm mấy giang Tha tràng tơ cao cao Tha hoan duyên tông mà Hẳn xì hoan Mày thiên tôi suy dấu cái tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta cùng tham khảo từ thứ năm đó là từ cưa cơ Cơ từ cưa từ cưa âm hán việt là cá à, cá thì cá thể là cá tính là cưa thị cưa xiên cưa rỉnh là cá nhân vẫn còn dùng và chữ từ là chữ tử thì tách ra nó vẫn còn dùng còn cá tử thì không thấy còn dùng trong tiếng việt của mình nữa với cái nghĩa là vóc dáng to con nhỏ con có khi dịch là con đó đó à, chúng ta xem ví dụ nè trung của phẩm cơ trung của cơ cái người bạn Trung Quốc của anh á Vóc dáng thế nào Tha cơ hình cơ hình ta Vóc dáng anh ấy rất cao Dù tô có Dù tô có tức là cao bao nhiêu là Đang chỉ về cái chiều cao á Dù tua có Lén mị Lén mị là 2 mét

Tha sĩ hoan sầm yên tông sĩ hoan tả phái chiếu Và kế tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta xem từ thứ sáu đó là từ cao Cao âm ấn Việt là cao Thì từ này chúng ta cũng đã từng gặp rồi à, Âm việc Việt là cao và với cái nghĩa cũng là cao luôn Xin mời mọi người chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới Sèo trang ní dô tố cao xèo trang nghĩ tô cao bạn trương à bạn cao bao nhiêu tức là cao một mét mấy ha, là chiều cao đó và y mỹ ba liêu y mỹ ba liêu một mét tám mươi sáu một mét tám mươi sáu nhưng chúng ta không nói là y mỹ ba sữa liêu vì 86 đó là lẻ nó chưa được thành một cho nên là chúng ta chỉ đọc là ba liêu chứ không có nói là y mì ba sữa liều chúng ta lưu ý như vậy nì cơ cơ nó còn anh của bạn thì sao tha bỉ hòa cân cao anh ấy còn cao hơn tôi nữa. y mì chiều ngụ. mì chiều ngụ 1m95. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xèo Trang nì dầu tố cao. Yì mì ba Nì cơ cơ Tha bỉ quả cân cao. Yì mì chiều Và các bạn lưu ý, à, ngược lại với cái từ cao đó, ta có từ ải ải là thấp hoặc là lùng và chỉ dùng cho người thôi còn nếu dùng đối với các cái sự vật khác những cái hiện tượng khác thì nó sẽ có từ khác là từ ti là chữ d có nghĩa là thấp còn ở đây thì mình đang nói tới chiều cao con người ai mà lùng thì nó là ải à, người thấp lùng thì gọi là ải chúng ta xem ví dụ bên dưới a à, hỏi nè tha cơ chữ sầm ây giang tha cơ chữ sầm ây tha cơ chữ ải <laughs> xẹo. tha cơ chữ ải xẹo. vóc dáng của anh ấy thế nào À, vóc dáng của anh ấy ải à, sẹo tức là thấp mà bé nữa tức là vừa người vừa lùng mà vừa nhỏ con nữa đó ừ. người ta cùng đọc nha tha cơ sự dầm mấy anh tha cơ sự ải sẹo và chúng ta có từ thứ bảy đó là từ PANG PANG âm ấm Việt là bạn thì không thấy còn dùng Là bạn thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình nữa và với cái nghĩa là mập hoặc là béo được thường dùng cho người chúng ta xem ví dụ nè xèo hoảng, đang cơ pang phang ta suy sụi à xèo hoảng, cơ pang phang ta suy sụi à bạn hoàng à hoàng hay huỳnh cũng được à, cái người mập ú kia là ai vậy cái người rất mập kia là ai Pang pang ta suy sụi à cái người rất mập kia là ai Tha sư hòa thủng sư thưa sư hòa anh ấy là đồng nghiệp của tôi Tha sư bày chiến ma má

rồi như vậy là chì lãi là chỉ cái xu hướng đi lên, phang chì lãi là mập lên, Bạn mập lên rồi đấy. Tuy vâng, à, 最近我太忙了. Tuy à, thai mãn là Vâng, gần đây tôi bận quá không có thời gian đi chạy bộ. Như vậy tức là chạy bộ là cái yếu tố làm cho giảm cân đấy, à, theo các bạn nó suy nghĩ như vậy, vì bận quá không có thời gian chạy bộ cho nên là nó tăng cân lên. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 小黄，那个胖胖的是谁呀？他是我同事。他是北京人吗？不是，他是山东人。小李，好久不见，你胖起来了。对呀、啊，最近我太忙了，没有时间去跑步。 À, kế tiếp à, Mập rồi thì giờ chúng ta có từ ốm Hoặc là gầy Ta có từ sâu Sâu à, Âm hóa việc là chữ xấu Thì không thấy còn dùng Ở trong tiếng Việt của mình nữa à, Với cái nghĩa là gầy, ốm Chúng ta xem Quảng là anh pin là chị thiên Chứ sâu tố là Quảng là anh là chị thiên Chứ sâu tố là Vương Lan bị bệnh mấy hôm Mà đã gầy đi nhiều Sâu tố là Tuy à Tha tử là sầm biên đó Đúng vậy, cô ấy bị bệnh về Khi mình muốn hỏi người ta bị bệnh gì Thì chúng ta dùng động từ tử Tử là sầm mất biên Ví dụ bị viêm ruột thừa Tử là lãnh quầy dẹn à, Bị cái gì đó thì chúng ta dùng động từ tử Còn nếu hỏi bị bệnh gì là tử là sầm mất biên Chúng ta lưu ý như vậy Quá về Tôi cũng không biết nữa Miễn thiên của mình suy khăn tháp à

và chúng ta lưu ý uh, mở rộng thêm uh, từ chúng ta học được từ pang là mập và từ sâu so là gầy như vậy chúng ta người trung quốc có cách nói là bùa pang bùa sâu bùa pang bùa sâu hay là bùa pang về bùa sâu không mập cũng không gầy tức là vừa người uh, thá rằng từ bùa pang về bùa sâu anh ấy không mập cũng không gầy tức là anh ấy vừa người à, thêm một cái từ mở rộng bên dưới nữa là sâu cù rũ chải cụ là xương 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 thịt của mình á sâu cù rũ xải rũ là như còn trái là cái que củi như vậy là gầy như que củi hay là à, gầy còn da bọc xương gì đó thì chúng ta sẽ nói như vậy à, cái cụm từ này là sâu cù rũ xải à, chúng ta có từ thứ chín là từ xuống miên xuống miên là thông minh từ này vẫn còn dùng trong tiếng việt của mình rất nhiều chúng ta xem ví dụ bên dưới trên cơ hải <laughs> hành xuống miên trên hải giờ hình sung miệng Cũng có người nói là sung miệng Nằm trong từ miệng thiên thì cũng được không sao cả sư sư à, Nó là con cái của ai vậy sư trang dân hải trang dân hải Là con của ông Trương hình, hình à, nó trông rất giống bố nó trong rất giống bố và chúng ta có mở rộng à, sung miên liễn ly, li. sung miên liễn ly li là thông minh lanh lợi, à, liễn ly li là lanh lợi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Trưa cơ trẻ sơn sung miên liễn ly, li. trưa cơ trẻ sơn sung miên liễn ly, li. cái cậu học trò này rất là thông minh lanh lợi. Mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Trưa cơ hải giờ hình sung miên. 他是谁的孩子呢？是张先生的孩子。他长得很像他爸爸。và chúng ta có từ thứ 10 đó là từ ai ai là âm việt là ái vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình ái tình tình ái gì đó ái quốc và có nghĩa là yêu hoặc là đam mê À, thì ví dụ tôi yêu bố mẹ, tôi yêu cô ấy à, Tôi yêu chồng tôi à, Tôi yêu âm nhạc, tôi đam mê âm nhạc gì đó đều được cả từ yêu này dùng khá rộng rãi cũng giống như tiếng Việt của mình Chúng ta xem ví dụ bên dưới Thiên số xèo hoảng, ai sang quảng lãnh là tuê ma Thiên số xèo hoảng, ai sang quảng lãnh là tuê ma Nghe nói à, bạn Hoàng đã yêu Vương Lan rồi phải không? Ai sang là đã yêu Ai sang là đã yêu Tuê Miễn nhiên tham ăn chưa trẻ huấn. Tuy miễn nhiên tham ăn chưa trẻ huấn. Vâng, năm sau họ sẽ kết hôn, năm sau họ sẽ lấy nhau. À, đoạn kế tiếp nữa, xin quên, ní ai ho. quên, ní dụ ai ho. Xin hỏi bạn có à, sở thích gì? Xin hỏi bạn có sở thích gì? Ai Họ Thì chúng ta lưu ý là đọc là Họ chứ không phải là họ nha. Họ ai thiên nhiên về của ai thiên diên tôi đam mê nhạc, tức là tôi thích nghe nhạc chúng ta lưu ý đó là ai ho, ai ho là sở thích mở rộng thêm ví dụ như là ai của là yêu nước ai của, rồi ai rển ở trong tiếng phổ thông Trung Quốc thì có nghĩa là vợ hoặc là chồng đều được, mình cũng có thể dịch một từ khác trong tiếng Việt là nhà, ví dụ như là một người phụ nữ chỉ người đàn ông đây là nhà tôi, tức là chồng tôi hoặc là ngược lại, đây là nhà tôi, tức là vợ tôi Chồng hoặc vợ đều dùng được từ này Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Thiên số xẻo khoảng, ai sang quảng lãnh là tôi mà Tôi, miễn niên thăm anh chưa trẻ khuân Xin quên, nếu có ai hỏi Tôi, ai thiên nhiên về và đến đây mình xin kết thúc phần 1 đến 6 của bài 13. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.